Hello, welcome back to my channel Stats Game Nico. Và các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Địa chỉ cửa hàng. Bring it on. Hold on. Might come in handy. Oh, next one. Something's nice. Might come in handy. Thanks. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, địa chỉ cửa. Let's go. Rất nhiều zombie. Thank you.
the attacker. Let's go. Sau đó thì các bạn sẽ nâng cấp súng cho mình. Let's go. Okay, tiếp nào. The attacker. Inversion. Oh!
Boss one. Oh my god. OK, va a haber de mi sesión de grito. Lira. Let's go. Okay, into the area.
Oh my gosh. Qua bây giờ không thể tránh nổi luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái đối theo Into the Day 2. Let's go. Okay, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Tiêu diệt những bầy sói. Có những con sói nằm gần đây.
my gosh. Wow, quả vừa rồi bị nó cắn đúng vào khi đến gần. Rồi mình sẽ phải xử lý lại con này. Let's go. Xa xa kéo một con. Rồi sau đó tiếp tục đi tiếp để tiêu diệt bầy sói này. Đi thẳng vào trong. Ok, mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.